Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tắm biển, thể thao, cắt tóc từ ngày 15 tháng 7. Tính từ 13 giờ ngày 13 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 23 trường hợp dương tính với virus Sars-CoV-2, trong đó một số ca không ngõ nguồn lây. Tối ngày 14 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Ông Phan Văn Sơn, phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, tính từ 13 giờ ngày 13 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận 23 trường hợp dương tính với virus sars -CoV 2 Trong các ca này, có một số ca không rõ nguồn lây. Các địa phương, đơn vị chức năng đã cố gắng thần tốc lấy mẫu xét nghiệm tại điểm có nguy cơ, khu vực phong tỏa với 2997 mẫu. Trong ngày 14 tháng 7, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho 8612 lượt người. Đà Nẵng đang điều trị 118 bệnh nhân COVID-19, thực hiện cách ly, giám sát 953 trường hợp F1 và 1938 trường hợp F2. Tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế. Ông Tôn Thất Thạnh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng cho hay, Tính từ ngày mùng 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 47 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, đang chú ý trường hợp nữ điều dưỡng tại trung tâm y tế Hòa Vang, trường hợp trú tại đường Tản Đà, quận Thanh Khê khám tại bệnh viện Đà Nẵng thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, trường hợp làm người cắt tóc ở đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê và trường hợp làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Theo ông Thạnh, với tình hình hiện nay, nếu truy vết, xét nghiệm nhanh thì có thể cắt được chuỗi lây nhiễm. Ông Thạnh đề nghị công an thành phố hỗ trợ tích cực với lực lượng y tế trong công tác truy vết, điều tra dịch tễ bệnh nhân F0. Các địa phương tự đánh giá nguy cơ kiểm soát dịch để có biện pháp phù hợp. Các đơn vị đã ký cam kết có ca Covid 19 cần phải chịu trách nhiệm như chi trả phí xét nghiệm. Liên quan đến trường hợp vừa ghi nhận làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh, đại diện Ban quản lý khu công nghệ cao và khu công nghiệp cho hay, công ty Việt Hoa nơi phát hiện trường hợp dương tính với virus Sars-CoV-2 có hơn 4.000 công nhân, lao động làm việc tại môi trường máy lạnh nên tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo. Nhận được thông tin. Lực lượng chức năng đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho 1.700 công nhân làm việc trong chiều ngày 14 tháng 7 và yêu cầu công nhân ở công xưởng nào yên công xưởng đó. Đánh giá tình hình dịch bệnh, bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho hay, hiện nay Đà Nẵng đang ở nguy cơ cao, phát hiện nhiều ca sốt, họ ở cộng đồng. Bà Yến đề nghị các đơn vị, địa phương phải ưu tiên xét nghiệm cho các F1 và các trường hợp có liên quan, tiến hành phong tỏa cứng khi phát hiện trường hợp F0. Nếu xét nghiệm các trường hợp có liên quan âm tính thì có thể thực hiện phong tỏa mềm, căn cứ và tình hình để xử lý đánh giá và đề xuất xét nghiệm hộ gia đình theo quy mô cấp phường. Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, hiện Đà Nẵng được đánh giá ở mức độ nguy cơ cao, số ca tăng, một số ca trong cộng đồng không rõ nguồn lây, đặc biệt phát sinh thêm ca mới làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Ông Quảng đề nghị các sở, ngành, địa phương huy động lực lượng truy vết, xét nghiệm trên toàn địa bàn, bí thư, chủ tịch ở các quận huyện, người đứng đầu sở, ngành phải chịu trách nhiệm việc áp dụng các biện pháp phòng dịch, khắc phục việc chậm trễ trong việc xác định F1, lấy mẫu phải huy động tổng lực tiến hành dập đợt dịch này, không được chủ quan, lơ là. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu dừng hoạt động thể thao, tắm biển, hoạt động cắt tóc, cội đầu vào 12 giờ ngày 15 tháng 7. Tại các địa bàn có nguy cơ cao, phải có quyết định phạm vi phong tỏa, biện pháp phòng dịch. Các địa phương nhanh chóng kích hoạt lại toàn bộ cơ sở cách ly tập trung, kể cả khách sạn, chuẩn bị cơ sở đón người dân từ vùng dịch trở về. Ông Quảng chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước tại Đà Nẵng có ghi nhận ca mắc Covid-19, hiện vẫn còn 60 nhân viên đang làm việc, đơn vị này phải nhanh chóng thiết lập cách ly tại chỗ ngay tối ngày 14 tháng 7, ngành y tế phải hướng dẫn quy trình cách ly tại đây và đảm bảo lương thực, thực phẩm. Liên quan đến trường hợp F1 là nhân viên Sở Giao thông Vận tải thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị phải sớm có kết quả xét nghiệm, giao giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo toàn bộ công chức của sở phải tự cách ly tại nhà, chờ lấy mẫu xét nghiệm trường hợp liên quan. Riêng việc kiểm soát dịch tại công ty Việt Hoa, khu công nghiệp Hòa Khánh, các lực lượng chức năng phải phong tỏa ngay công ty, có phương án bố trí ăn ở tại chỗ cho công dân ở công ty. Huyện Hòa Vang, quận Liên Triều giả soát, Thông báo đến công dân của công ty đang ở trọ yêu cầu khai báo y tế và thực hiện tổ chức lấy mẫu. Đơn vị chức năng phải đánh giá từng khu vực phân xưởng, vùng nào nguy cơ thì truy vết trước, vùng nào ít nguy cơ hơn thì làm sau. Thông báo phí xét nghiệm công ty phải chịu, còn nếu doanh nghiệp nào không chịu thì định.